Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hai áp thấp mới xuất hiện sau bão số 7 đang hình thành gần Philippines và Biển Đông. Áp thấp mới xuất hiện gần Philippines trong khi bão Yingsing đi vào Biển Đông. Dự báo hai cơn bão mới sẽ hình thành trong vài ngày tới, ghi nhận từ báo Lao động. Tin bão áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho hay, lúc 2 giờ sáng ngày 8 tháng 11, cụm mây bên ngoài khu vực dự báo của Philippines PAR đã mạnh lên thành áp thấp 11B. Dự báo áp thấp này có khả năng thấp để mạnh lên trong 24 giờ tiếp theo. Trung tâm cảnh báo bão liên hợp GTWC của Hải quân Mỹ cho hay, áp thấp gần Philippines mới xuất hiện là Invest 92W, đang nằm gần quần đảo Bắc Mariana. Áp thấp này cũng có khả năng thấp để mạnh lên trong 24 giờ tới. Ngay sau áp thấp Invest 92W, áp thấp 93W cũng đã hình thành ở phía Tây Thái Bình Dương. GTWC dự báo áp thấp này có khả năng trung bình để mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới. Các mô hình dự báo của GTWC nhận thấy áp thấp Invest 93W đang ở trong môi trường thuận lợi để mạnh hơn nữa do bề mặt biển nóng ấm từ 30 đến 31 độ C, dòng chảy cực tốt và gió đứt ở mức từ thấp tới trung bình. Dự kiến Invest 93W sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và sẽ nhanh chóng mạnh thêm trong 2 ngày tới. Áp thấp mới gần Philippines xuất hiện trong bối cảnh bão Yingsing, tên địa phương là Marcy, tiếp tục yếu đi và đi vào Biển Đông. Lúc 4 giờ sáng ngày 8 tháng 11, tâm bão Yingsing đang ở vùng biển ven bờ Pasuruan, Ilocos North, Philippines, với sức gió duy trì tối đa 155 km/h ở gần tâm bão, gió giật lên tới 215 km/h. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Gió mạnh ở cấp bão trong bão Yingsing đang lan ra xa tới 500 km tính từ tâm bão. Trước đó, trong dự báo bão, áp thấp công bố ngày 7 tháng 11, Pagasa nhận định khi bão Yingsing đi vào Biển Đông trong tuần từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 11, hai áp thấp xuất hiện ở phía tây khu vực dự báo PMD. Áp thấp đầu tiên dự báo đi vào PAR với khả năng mạnh lên thành bão ở mức trung bình. Áp thấp thứ hai dự kiến hình thành ở phía tây của khu vực dự báo TCD của Pagasa với khả năng mạnh lên thành bão từ thấp tới trung bình. Pagasa dự báo tuần từ 14 đến 20 tháng 11, áp thấp đầu tiên sẽ đi qua Bắc Luzon, Philippines, sau đó vào Biển Đông với khả năng mạnh lên thành bão vẫn ở mức trung bình. Áp thấp gần Philippines thứ hai sẽ di chuyển về phía đông của Luzon trước khi chuyển hướng về Nhật Bản. Áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão từ mức thấp tới trung bình. Tương tự, tin bão mới nhất của SCMP cho hay, các nhà dự báo thời tiết ở Hồng Kông, Trung Quốc cảnh báo, trong lúc nâng cao cảnh giác về bão Yingsing, hai cơn bão nhiệt đới khác có thể ảnh hưởng tới Hồng Kông, Trung Quốc trong nửa đầu tuần tới. Cơ quan dự báo Hồng Kông, Trung Quốc cảnh báo hai cơn bão nữa có thể hình thành ở phía đông Philippines. Có một vùng áp thấp rộng lớn ở Tây Bắc Thái Bình Dương nằm ở phía đông Philippines và một số đám mây đối lưu khác đang phát triển ở phía đông của vùng áp thấp đó. Dự báo mới nhất từ các mô hình máy tính cho thấy có khả năng hai hệ thống này phát triển thành bão nhiệt đới vào tuần tới, nhưng mức độ không chắc chắn vẫn còn cao. Bản tin dự báo bão của cơ quan này nêu rõ. Bão số 7 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên Biển Đông. Do vị trí bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khá xa đất liền, nên hoàn lưu bão sẽ gây mưa vừa ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11. Tổng lượng mưa trong 2 ngày có nơi vượt 300mm, ghi nhận từ báo Sức Khỏe và Đời Sống. Theo dự báo của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa, bão Yingsing có khả năng yếu thành áp thấp nhiệt đới vào 7 giờ ngày 12 tháng 11 khi di chuyển áp sát vùng biển và đất liền miền Trung của Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão Yingsing, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, 7, tăng lên cấp 8, 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy,
chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, bão số 7 nhiều khả năng sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển và hoàn lưu bão chỉ gây mưa vừa ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11. Do vị trí bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khá xa đất liền, nên hoàn lưu bão sẽ chỉ gây mưa vừa ở các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Tổng lượng mưa trong 2 ngày 12 và 13 tháng 11 khoảng 250 đến 300mm, có nơi vượt 300mm. Với lượng mưa này, không có nguy cơ về ngập lụt. Khu vực ven biển từ Thừa Thiên Huế cần đề phòng có sóng cao theo hướng Đông Bắc trong cuối ngày 11 và 12 tháng 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Phú Yên đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến 14, giật cấp 17. Ngày và đêm 8 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Riêng vùng biển phía đông, gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngoài ra, ngày và đêm 8 tháng 11, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Cảnh báo ngày và đêm 9 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến 13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão 6 đến 8 mét, vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu, gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2, riêng khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Tối qua 7 tháng 11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi diễn biến của bão, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi bão có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời, các địa phương chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ nhân dân, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả bão lũ. Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ triển khai các biện pháp ứng phó với bão Diên Xiên. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông xuất hiện 6 cơn bão, gần nhất là Trà My vào Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ngày 27 tháng 10, gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ, làm 8 người chết, 14 người bị thương, gần 330 nhà hư hỏng, hơn 1.200 hecta hoa màu, 1.500 gia súc bị chết và cuốn trôi. Bão Diên Xiên đi vào Biển Đông vẫn đang giật cấp 17, miền Trung mưa to nhiều nơi. Sớm ngày 8 tháng 11, bão Diên Xiên vượt qua đảo Luzon của Philippines vào Biển Đông, mạnh cấp 14, khả năng suy yếu dần khi tiến gần bờ biển miền Trung, ghi nhận từ báo VN Express. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17. Bão đang theo hướng Tây với tốc độ 15 km/h. Đến 4 giờ ngày mai, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17 và giữ hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h. Đến 4 giờ ngày 10 tháng 11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km, giảm còn cấp 12-13. Cơ quan khí tượng nhận định bão sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc rồi Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h và bắt đầu suy yếu. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 11, khi cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 165 km về phía Bắc, bão giảm còn cấp 11-12, giật cấp 14. Đài khí tượng Nhật Bản dự báo những ngày tới, bão sẽ chết về phía đảo Hải Nam Trung Quốc. Ngày 10 tháng 11 bắt đầu chết xuống phía Tây Nam và suy yếu dần. Cùng chung nhận định về hướng đi, Đài Hồng Kông cho rằng gió bão sẽ giảm từ 175 km/h xuống còn 75 km/h về khi vào vùng biển miền Trung.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8 đến cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 đến cấp 14, giật cấp 17, sóng biển cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm 6 đến 8 mét. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tối qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi diễn biến của bão, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi bão có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời, các địa phương chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ nhân dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả bão lũ. Các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai các biện pháp ứng phó với bão Diên Xiên. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông xuất hiện 6 cơn bão, gần nhất là Trà My vào Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng ngày 27 tháng 10, gây mưa lớn ở Trung Trung Bộ, làm 8 người chết, 14 người bị thương, gần 330 nhà hư hỏng, hơn 1.200 hecta hoa màu, 1.500 gia súc bị chết và cuốn trôi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.